Vào ngày 26 tháng 1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ công chức viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải và Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn. Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ năm 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động. Trong đó đã thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá công chức viên chức hàng năm, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển. Bộ Tài chính cũng đã thực hiện công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở và công khai minh bạch các mặt công tác nội ngành, tạo điều kiện cho các cán bộ công chức viên chức của toàn ngành nói chung và cơ quan bộ nói riêng có môi trường làm việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi và thực chất, Bộ Tài chính đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Theo đó, Bộ sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở, đồng thời bố trí sử dụng đội ngũ công chức theo tiêu chuẩn, chức danh phù hợp với yêu cầu công việc, tăng cường công tác quản lý trong nội bộ ngành, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm pháp luật kỷ cương kỷ luật khi thi hành công vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm để toàn ngành tài chính cùng quyết liệt phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 12 đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã ký giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của các Thứ trưởng Bộ Tài chính.